chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một loại hoa mới, đó là hoa đỗ quyên Úc. Thực ra là hoa đỗ quyên thì cái loại hoa đỗ đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một bông hoa đỗ quyên rừng, à đỗ quyên Úc như thế này. Thì để làm được một cái hoa đỗ quyên thì nó sẽ có thành từng một chùm như thế này. Thì để làm được như vậy thì các bạn sẽ phải làm từ 5 đến 6 bông hoa như vậy, sau đó thì các bạn sẽ ghép thành chùm như thế này nhá. Đây, mình để cho các bạn nhìn rõ này, các bạn ghép 5 cái vào với nhau, sau đó các bạn ghép lá ở bên dưới nhá. Thì mình sẽ cắm thêm một bông hoa vào đây. Làm từ 5 đến 6 bông là chúng ta đã có được một cái hoa đỗ quyên rực đỗ quyên Úc như thế này, khá là đẹp đúng không ạ? Rồi, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa đỗ quyên này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhá.